Nhân kỷ niệm 106 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, mùng 1 tháng 7 năm 1915, mùng 1 tháng 7 năm 2021, sáng nay, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức dâng hoa Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên. Dự lễ dâng hoa có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các ban, sở ngành, đoàn thể tỉnh và thành phố Hưng Yên. Đoàn đại biểu đã dành một phút tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo cách mạng kiên định và sáng tạo, khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Đồng chí là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức của người cộng sản, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đoàn đại biểu tỉnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và những thành tựu về kinh tế xã hội đạt được sau những năm đổi mới, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các mục tiêu kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững.